Ừ, dần đi đi quay chút hả? Mình sẽ quay cái vườn hoa ở đây trước một chút nha. Đó, bạn thấy rộng không? À, chỗ hoa đang bảo dưỡng hả? Nó không để tinh hoa, mình cũng không biết nó là hoa gì hết. Đó, bạn thấy người ta đi đông gớm không? Bữa nay là còn Tết mà. Phía bên kia sẽ là cái vườn mướp 50.000 một ván. Chụp được tấm hình cực khổ á bạn ơi. Đây là bông gì đây? Cái bông người ta hay trồng á. Ngay chỗ quảng trường mình cũng có một đống luôn, mình không biết á. Có thơm không? Cười thấy thơm không? Chú quét. Đó, có con mẹ chụp hình nè. Nướng mà. Nướng mà. Vườn luôn. Đi. Mèo review tới vườn hoa Hướng Dương. Hướng Dương này các bạn, mình đang theo chân của mèo. Đây, quay cái bông cho bạn xem nha. Nó sẽ quay theo hướng mặt trời nha các bạn. Đó, cho là sẽ có những con am này. Ui. Quay cận cảnh cho bạn xem luôn cảnh am lấy nè. Chụp được chưa? Hoa Hướng Dương là nhiều nhất, bao quanh lại. Mèo chụp tấm, chụp tấm, chụp ý, chụp ý. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lên trước kia mình đứng mình quay xuống nha. Đang ngoài à? Ồ, nắng quá. Ồ, quá rộng luôn á. Ở bên kia đấy kìa, mình đóng luôn. Thằng kia, thằng kia mình xuống đó, chưa lụng đi đâu nè, đó đây đây đi đấy đang luôn á, sao nó vẫn đang nghe, nó cũng đang, cái do nó đang nữa.